năm 2022, Ohio khẳng định vị thế số 1 về dịch vụ trị giãn mong mạch, tĩnh mạch và xóa chằm bớt tại Việt Nam. Hàng nghìn ca giãn mong mạch, tĩnh mạch đã được chữa khỏi thành công. Hàng nghìn ca chằm bớt đã được xóa bỏ, thay diện mạo, đổi cuộc đời. Hàng trăm cuộc đời đã được viết lại tại Ohio. Năm 2022 cũng đã đánh dấu những bước chuyển mình mạnh mẽ của Ohio, với 95% các mục tiêu đề ra theo kế hoạch đã được thực hiện. Tổ chức thành công team building và cuộc thi Miss Ohio tại Đà Nẵng cho gần 100 cán bộ nhân viên hai miền Nam Bắc. Những bông hoa lần đầu được tỏa sáng cả về trí tuệ và nhan sắc tại một trong những chương trình tầm cỡ nhất Ohio năm 2022. 98% khách hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ và tinh thần phục vụ qua khảo sát. Mở rộng quy mô khối văn phòng sang địa điểm mới 75 Nguyễn Thị Định, kiện toàn hơn nữa bộ máy vận hành, đủ sức làm bệ phóng mạnh mẽ cho những bước phát triển mới năm 2023. Quý 3 năm 2022, Ohio hoàn thiện hệ thống văn bản hóa quy trình làm việc ở các phòng ban, bộ phận, đảm bảo vận hành công việc chính xác, chi tiết và kịp thời trên tất cả mọi phương diện. Dù còn nhiều khó khăn, song Nhâm Dần cũng chứng kiến cho sự nỗ lực tuyệt vời của đội ngũ Ohio khi 70% cán bộ nhân viên đạt kết quả KPI trung bình năm trên 80%. Năm 2022 còn được người Ohio gọi là năm của Hot Bonus, bởi hàng trăm Hot Bonus siêu to khổng lồ đã được ban giám đốc trao đi và phá vỡ kỷ lục về số tiền trao Hot Bonus trong tất cả các năm từ ngày thành lập công ty đến nay. 100% cán bộ nhân viên đã đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm đồng hành cùng ban lãnh đạo xây dựng và phát triển công ty chặng đường mới năm 2023 vì 1 triệu khách hàng đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Vượt qua 3 năm đại dịch, năm 2022 đã đánh dấu bước đà phát triển xuất sắc của thẩm mỹ Ohio. Chưa bao giờ năng lực và vị thế của Ohio Group lại được nâng cao đến thế. Đạt được những thành tựu như vậy, Ohio không thể không kể tới sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt thành từ các quý khách hàng, quý đối tác, cũng như sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả cán bộ nhân viên, những con người ngày đêm cống hiến tài năng và trí lực cùng ban giám đốc đưa cánh buồm Ohio vươn cao, vươn xa trên hành trình hoàn thiện sức khỏe và sắc vóc cho người Việt.